con ước mình có một trái tim khỏe mạnh để cùng các bạn đá bóng. Con ước mình có một trái tim khỏe để được vui chơi cùng bạn bè. Con ước mình có một trái tim khỏe để giúp đỡ bố mẹ. Con ước mình có một trái tim khỏe như mọi người. Theo thống kê sơ bộ, cứ 1.000 trẻ ra đời tại Việt Nam sẽ có 8 trẻ mắc tim bẩm sinh, mang theo nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe của bé và nỗi lo tài chính cho cha mẹ. Mỗi ca bệnh tim, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà chi phí điều trị có thể dao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Tim bẩm sinh không chỉ đem lại nỗi đau cho mỗi gia đình, mà nó còn là gánh nặng của ngành y tế, là nỗi trăn trở của các bác sĩ. Chúng tôi tâm niệm, mỗi trái tim bé nhỏ là một câu chuyện, một cảnh đời, và mỗi trái tim đó có thể viết nên rất nhiều câu chuyện, tô vẽ nên nhiều màu sắc cho cuộc đời và cho xã hội. Tháng 7 năm 2006, sau Bệnh viện Trung ương Huế, Hoàng Mỹ Đà Nẵng là đơn vị thứ hai mổ tim hở tại khu vực miền Trung. Tháng 8 năm 2007, Tam Kỳ, địa bàn mở màn cho những bước chân đầu tiên trong hành trình viết tiếp câu chuyện trái tim trên bánh xe lăn qua các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, từ Nghệ An đến Bình Định. Trong suốt các chặng đường từ thành phố đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, ekip bác sĩ đã không quản ngại đường xa mưa gió vì mong muốn phát hiện và điều trị kịp thời bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Sau chặng đường thầm lặng 10 năm ấy, hơn 100.000 trẻ được khám tầm soát, gần 2.000 trẻ được phát hiện bệnh và được hỗ trợ điều trị kịp thời. Có những quý bạn đã một máy tính của anh chị em. Và không gì hạnh phúc bằng nhìn từng câu chuyện trái tim được viết. Với các bác sĩ trong hành trình này, trái tim có rất nhiều sắc màu. Đó là màu tím của lòng nhân ái, xanh dương của hy vọng và cả xanh lá của sự sống mới. Một bệnh nhân đã nói, đoàn khám sàng lọc tim bẩm sinh của Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng đã thầm lặng in dấu chân trên bao nẻo đường của những miền quê nghèo khó, đem đến bao trái tim khỏe mạnh cho trẻ em nghèo. Những bước chân ấy vang theo mùa xuân. Hãy chung tay vì những trái tim lỗi nhịp.